Rồi em chào anh em nha anh em. Ở nhà em còn được mớ phụ tùng của riêng Thái. Thì em cũng đã nói với anh em ở nhiều video trước rồi, mấy video trước rồi. Thì nhân cái dịp cận Tết này thì em cũng có một cái giá cuối năm là tri ân cho anh em. Đó. Thay vào đó là em nói chung là em không có ship, tuy là em không có ship code cho anh em. Em không có nhận giao hàng qua đơn vị giao hàng, mà nói chung nói đúng ra là hiện tại tất cả các đơn vị giao hàng, các đơn vị mà vận chuyển á, họ không vận chuyển, chỉ còn vận chuyển qua được đường chậm xe thôi. Đó, tuy em yêu cầu anh em phải chuyển khoản trước, nhưng mà em có một cái giá hữu nghị cho anh em. Và cũng có một số anh em người ta tin tưởng em đó, người ta đặt hàng em, người ta chuyển khoản đủ, người ta kêu em giữ hàng qua Tết giao cho người ta. Đó cũng có. Ừ. Thì bây giờ em còn một số sản phẩm của Rim Thái em xin tiếp thị với anh em. Và đặc biệt có một số sản phẩm em chỉ còn số lượng 1 thôi. Ví dụ như yên Rim Thái này nè, hàng zin chính hãng không ra Thái Lan, em chỉ còn một cái duy nhất yên Rim Thái nè. Vỏ Rim Thái còn duy nhất một cặp luôn nè. Bô Rim Thái thì hiện tại em còn được chỉ có 2 cây nữa là hết luôn. Đó, niền Rim Thái thì mới về hàng hôm qua. Rồi bây giờ em xin đi vào chi tiết luôn nha anh em. Đầu tiên là em xin giới thiệu với anh em cái sản phẩm là yên Rim Thái. Đây anh em. Đây nha. Đây là cái yên Rim Thái hàng zin chính hãng Honda Thái Lan, mới 100% chưa từng được sử dụng. Thì về cái vấn đề da yên này là em đã nói với anh em ở nhiều video trước rồi, không cần phải lặp lại nữa ha. Da yên mới sản xuất là da yên theo yên, zin chính hãng là da hộp, không phải da bóng như theo xe. Đó, còn anh em muốn bóng thì về anh em xử lý. Em đã nói trước rồi, em bán đúng hàng zin chính hãng cho anh em thôi. Đó. Da là da hộp, đúng da zin chính hãng, da rất là dày anh em à. Đó. Quên Hiếu, mày lên lấy cái da hộp cho tao ơi, đặng tao bán cho anh em ơi. Còn mớ da hộp nữa. Rồi anh em chờ tí em tiếp thị, em kêu thằng em nó lên lấy cái da hộp ra tiếp thị bán cho anh em luôn nha. Còn mớ lấy cho tao đi. Lấy tao 3-4 cái gì xuống rồi tao quay clip mẫu cho anh em tao xem. Đó. Đây nha anh em. Yên Rim Thái đúng zin chính hãng không ra Thái Lan nha anh em. Đây, yên đế sắt mới 100% chưa từng được sử dụng. Em để nó đóng bụi nè anh em xem nè, thấy không? Để nó đóng bụi. Đó. Yên không có bát yên nha anh em, lưu ý nha, mút mới, mút zin theo xe, mua zin không phải theo xe mà là zin lúc mới sản xuất ra là mút nó như vậy. Có thùng yên nha. Ừ. Đó. Ừ. Đế sắt nha anh em. Yên Rim Thái zin chính hãng không ra Thái Lan, bình thường em bán cho anh em giá 1.450.000. Thì hôm nay em bán cho anh em đúng giá 1.350.000 là cái yên Rim Thái zin chính hãng không ra Thái Lan. Đó. Tuy là em yêu cầu anh em phải chuyển khoản trước khi em giao hàng qua trành xe, nhưng mà em cũng có một số cái đặc quyền cho anh em người ta, đó là giảm giá tri ân cho người ta. 1.350.000 một cây, đúng yên Rim chính hãng không ra Thái Lan. Và ở đây em còn cũng được mớ tầm chục cái nữa, anh em ủng hộ em luôn nha. Đây là cái da yên Rim Thái gỡ từ cái yên này ra đó, anh em xem là có giống không á thì anh em nhận định ha. Đây nè, làm sao mà không giống được, hàng em bán mà em phải biết chứ. Nói thẳng với anh em, chỉ có người mua lầm, người bán không bao giờ lầm anh em. Không bao giờ lầm. Em không làm được, chỉ em biết lầm mà em vẫn bán cho anh em á. Đó, anh em hiểu ý em không? Ừ. Trừ khi em biết lầm mà em bán cho anh em thôi, em không có lầm. Ừ. Đây là da yên theo da mà sản nhà sản xuất người ta sản xuất ra yên Rim Thái mới bây giờ là da này. Khi mà về Việt Nam mình á, do cái thị hiếu của anh em không có thích da này. Bởi vì da này nó không có giống như cái da theo xe, thì một số anh em đầu nậu thương lái lớn, người ta vô lại cái da bóng và dư ra cái da này. Thì em mua về em bán cho anh em thôi. Bao xịn, bao chất và bao tất cả các loại da mà đại trà trên thị trường bán không có cửa. Đây, mới dấu gỡ đinh ra nè anh em coi không? Thấy không? Cái dấu gỡ đinh ra nè, thấy không? Ừ. Tại vì yên Rim Thái là nó xài đinh gài nha anh em, chứ không phải là bia không có xài bấm nha. Nè, chất lượng thì khỏi bàn, giá rất là hợp lý nha, anh em xài ủng hộ em. 150.000 một cái thôi. Ừ. Mua hàng anh em chuyển khoản. Hiện tại bây giờ em không nhận ship code, em đã thông báo với anh em ở video trước rồi. À, em nói thẳng cho nó dễ. Tính em như vậy đó, thà mít lòng trước đặng lòng sau. Da yên Rim Thái, tháo yên chính hãng Honda Thái. Ừ. Cái da yên này là cái da yên Rim Thái, tháo từ cái yên Rim Thái chính hãng Honda Thái này nè. 150.000 một cái, số lượng em còn tầm 10 cái, anh em ủng hộ em nha. Đó, rồi. Còn yên Rim Thái zin chính hãng này. Đó, còn một cái duy nhất bán cho anh em giá 1.350.000, anh em chốt alo em. Rồi, cho nó qua. Đẩy xuống đây đi. Nói chung em bán hàng thì cây nhà lá vườn anh em ơi.
đụng đâu quay đó, chỗ nào đầy đủ ánh sáng thì em quay thôi chứ không có màu mè qua lấy hẹ đâu. Tiếp theo là bô rim Thái còn được hai cây duy nhất nữa là hết, qua Tết là giá y cũ đó, qua Tết có thể bô này lên giá nè đó, tại vì đầu năm tháng giêng anh em người ta nhập hàng kinh dữ lắm anh em ơi đó. Qua Tết thì em không biết như thế nào, giá em nhập cao em bán cao, nhập thấp em bán thấp, nhưng mà hiện tại bây giờ từ hồi trước tới giờ luôn, từ đầu tới giờ luôn em bán cho anh em bô rim Thái hàng zin chính hãng không Thái Lan, mới khui garanti luôn nè đó, mới khui luôn nè đó, bô rim Thái đúng hàng zin chính hãng không ra Thái Lan đây, nằm trong cái bọc này nè, 18350 GN5 gạch 620 made in Thái Lan đó, có mã chết QR đàng hoàng. Bô rim Thái đúng zin chính hãng không ra Thái Lan, mới 100% chưa từng được sử dụng, cái đát mới chát luôn nè, đát 2022 nè, nè 2022 nè, thấy không, bô rim Thái đúng zin chính hãng không ra Thái Lan nha anh em. Đây tít 341 2543 SGM C100 Honda, đúng zin chính hãng không ra Thái Lan, đích chữ S nha, đúng bô rim Thái đích chữ S nha anh em, nè chữ S anh em thấy không, đích chữ S nè đó, đích sơn đen có chữ S ha, đích xéo nổ rất hay, ấm cổ thì cổ si đó, em không có vỉ bô anh em, em hết vỉ bô rồi, tại vì bô rim Thái khui ra nó không có vỉ bô, em bán đúng theo nhà sản xuất đó. Bô rim Thái zin chính hãng không ra Thái Lan, giá bữa nay em còn hai cây em bán giao lưu với anh em 1.250.000, qua Tết là giá y cũ 1.350.000. Rồi tiếp theo là căm rim Thái, căm rim Thái thì cái mã của nó là xài chung với căm quay Thái 110 đây, niền rim Thái trùng mã nè. Bây giờ em giới thiệu căm trước, căm rim Thái là cái mã căm sau á, đây cái mã căm sau là cái mã 06426 KFM gạch 900 made in Thái Lan đó, đúng zin chính hãng không ra Thái Lan, em không bán hàng chợ, cũng không bán hàng loại 1 loại 2 gì hết, em bán đúng hàng zin đầy đủ chân căm nha. Còn đây là căm trước, căm sợ căm nhỏ nè, căm trước là căm nhỏ nè, thấy không, mã GN5 gạch 900 made in Thái Lan, một bộ căm rim Thái này 350.000, anh em chốt alo em. Rồi niền rim Thái trùng mã, căm niền vỏ ruột đầy đủ cho anh em chứ đó, niền rim Thái á, là cái mã đó nè, trùng mã nha, bán là bao đúng hàng, đúng chính hãng Honda Thái đàng hoàng, cũng có bán hàng gian hàng dối cho anh em nè. Đây niền rim Thái trùng mã, đây niền rim Thái trùng mã này với bộ căm này nó thông dụng, nó vô được tới mấy dòng xe lận, ngoài vô được cho rim Thái ra, còn cái cặp niền với bộ căm này còn vô được cho quay pha nhỏ, vô được cho quay 110 Thái thắng đùm, rất là tiện dụng mà lại đẹp chính hãng zin nữa đó anh em nè. Em nhắc lại nè, cái combo mà căm niền rim Thái trùng mã, căm niền rim Thái trùng mã này á, nó vô được những dòng xe như sau: quay alpha lốc trắng lốc đen, nhớ nha, quay alpha lốc trắng lốc đen thắng đùm nha, còn ZX là vô không được nha, ZX là căm khác đó. Bộ căm và cặp niền rim Thái trùng mã vô được cho quay alpha lốc trắng lốc đen, quay 110 Thái thắng đùm, zin chính hãng tiện dụng dễ xài đó. Căm 350 một bộ, niền rim Thái trùng mã nè anh em, Siamgo niền trên này là niền sau nè, Siamgo C 17 nhân 1.4.4 BSS ha, BSS ha, còn niền trước nè, Siamgo C 17 nhân 1.2.4 BSS là nó trùng mã ba chữ gì luôn nè đó, thấy không, nhớ nha anh em, trùng mã ba chữ nha, nhưng mà niền là niền nè, cái lớn là .4.4 nè, cái nhỏ là .2.4 nè, anh em thấy không đó, ok không ạ. Siamgo C nha đó, cặp niền rim Thái trùng mã bán cho anh em giá 800.000 một cặp, 800.000 một cặp, căm 350 là 1.150.000, ok rồi lắm, bán bao đúng hàng anh em khỏi suy nghĩ đó, bao đúng mã cho anh em, cho anh em chết luôn, ruột IRC còn duy nhất một cặp đó là giải tán, qua Tết nó nhập tiếp, duy nhất một cặp thôi. Đây ruột chân vàng, đặc biệt là cái chỗ chân vòi này em bao anh em đó, em cho anh em chạy đó, anh em lúc mà anh em mới khui ra cầm trên tay thôi, anh em đó thấy nó khác cái ruột thường rồi. Một cặp 200 hàng này bán nhiều rồi khỏi giới thiệu, vỏ rim Thái chỉ còn duy nhất một cặp, giá mà vỏ rim Thái còn duy nhất một cặp, giá ưu đãi cho anh em mùa Tết này thôi, qua Tết giá lại y cũ 850, thì hiện tại bây giờ còn duy nhất một cặp, em tính giá hữu nghị cho anh em mình về mình xài đó, mình dọn xe Tết
thì em còn duy nhất một cặp thôi. Em có sao nói vậy à, hồi trước sao bán sao là sau này em bán vậy chứ không có gì mà để bàn cãi hết trơn á. Đây nè, cho anh em coi cái mã em bán là phải có sách, có nói có sách mách có chứng đó. Đây là đúng vỏ mã GN5 của Rim Thái, khỏi chạy ha. Nè, lô sản xuất tùm lum tùm la nè. Đây, còn đây nè, cho anh em coi cái mẫu gai, đúng tem lửa chưa anh em. Đây là khỏi bàn ha, nói có sách mách có chứng, hình ảnh thực tiết chi tiết rõ ràng ha, đúng gai tem lửa ha anh em. Một cặp vỏ Rim Thái đúng zin chính hãng. Em còn màu duy nhất một cặp màu thôi, duy nhất cặp này là hết. Qua Tết nhập lại, giá mắc bán mắc, giá thấp bán thấp, giá cao bán cao. Bây giờ cặp này em bán anh em giá 800, còn có một cặp một thôi. Rồi, em chào anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0865 890 158. Em tên Hậu, em ở An Giang nha. Chào anh em.